Chào bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ ẩn hoặc là chúng ta sẽ xóa những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trang Facebook cá nhân của chúng ta nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng avatar của các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là dấu ba chấm ở bên cạnh cái biểu tượng chữ viết ở đây. Các bạn chọn vào cái phần là nhật ký hoạt động. Ở trong cái phần nhật ký hoạt động này thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là quản lý bài viết của bạn, các bạn chọn vào. Thì ở trong cái mục là quản lý bài viết của bạn thì nó sẽ xuất hiện tất cả những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trang Facebook cá nhân, bao gồm những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng hoặc là những cái bài viết mà chúng ta đã chia sẻ, những cái kỷ niệm hay là chúng ta chia sẻ một cái bài viết của ai khác. Tất cả những cái hoạt động mà liên quan đến cái bài viết của các bạn thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Và bây giờ thì các bạn muốn ẩn một cái bài viết nào thì các bạn sẽ chọn vào. Ví dụ như là mình muốn ẩn cái bài viết này thì mình sẽ chọn vào một cái tích xanh ở đây. Đó, tương tự như thế thì nếu mà các bạn muốn ẩn tất cả những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng lên trên trang Facebook cá nhân thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là tất cả ở đây. Đó, thì nó sẽ đánh dấu tất cả những cái bài viết mà chúng ta đã từng đăng. Tuy nhiên thì trong đây thì mình hướng dẫn thì mình chỉ cần là ẩn một bài viết thôi. Mình sẽ nhấn vào cái phần tất cả, mình chọn vào một cái bài viết cụ thể. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba chấm. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái mục là ẩn khỏi trang cá nhân. Các bạn lưu ý nhé, sau khi mà các bạn đã chọn xong, đã ẩn khỏi trang cá nhân thì người khác khi mà vào cái trang Facebook cá nhân của các bạn sẽ không thể nào mà thấy được cái bài viết đó nữa. Và ở đây thì nó sẽ có một cái dòng chữ này, công khai đã ẩn khỏi trang cá nhân đó. Còn tất cả những cái bài viết khác khi mà chúng ta chưa ẩn thì nó sẽ có cái dòng chữ công khai như này. Có nghĩa là khi mà người khác vào trang Facebook cá nhân của các bạn hoặc là họ lướt cái bảng tin thì họ vẫn có thể là xem được những cái bài viết mà chúng ta để chế độ công khai như này. Tất cả mọi người đều có thể xem được. Còn những cái bài viết nào mà chúng ta đã ẩn rồi thì nó sẽ có một cái dòng chữ là đã ẩn khỏi trang cá nhân đó, thì nó sẽ có cái dòng chữ ở đây để báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đã ẩn cái bài viết này khỏi trang Facebook cá nhân, và người khác vào cái trang Facebook cá nhân của chúng ta thì sẽ không thể nào mà xem được cái bài viết đó nữa. Và nếu mà các bạn đổi ý, các bạn không muốn ẩn cái bài viết đó nữa mà các bạn muốn công khai cho tất cả mọi người xem thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái sở hữu ba chấm bên cạnh cái bài viết đó. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng là thêm vào trang cá nhân, các bạn nhấn vào đó. Thì sau khi mà chúng ta chọn vào thêm vào trang cá nhân thì lập tức là những cái bài viết mà chúng ta đã ẩn thì nó sẽ tiếp tục nó được công khai, và bây giờ thì mọi người có thể là xem được cái bài viết mà chúng ta đã công khai như thế này rồi. Đấy là cái bước mà chúng ta có thể là ẩn được những cái bài viết chúng ta đã từng đăng ở trên trang Facebook cá nhân. Tiếp theo thì những cái bài viết mà chúng ta muốn xóa thì các bạn phải làm sao, thì các bạn cũng làm tương tự thôi, các bạn tích vào những cái bài viết mà chúng ta muốn xóa đi đấy, hoặc là các bạn muốn tích vào phần tất cả đây. Rồi, nếu mà các bạn muốn xóa đi thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần này bỏ đi như này. Đó, thì sau khi mà các bạn nhấn vào cái phần bỏ đi, các bạn đã tích hết tất cả những cái bài viết rồi, các bạn nhấn vào bỏ đi thì ở đây nó sẽ có một cái thư mục đó là chuyển vào thùng rác. Và sau khi mà chúng ta chuyển vào thùng rác như này, các bạn nhấn vào chuyển thì tất cả những cái bài viết chúng ta sẽ được chuyển vào thùng rác. Và khi đó thì người khác khi mà vào cái trang Facebook cá nhân của chúng ta thì sẽ không thể nào mà xem được những cái bài viết của chúng ta nữa, mà chúng ta đã chuyển hết vào thùng rác rồi. Và sau này nếu mà các bạn muốn khôi phục lại cái bài viết này thì các bạn chỉ cần vào cái phần thùng rác này. Đó, các bạn sẽ thì các bạn sẽ vào cái phần thùng rác và các bạn sẽ nhấn vào từng cái bài viết mà các bạn muốn khôi phục. Các bạn lưu ý nhé, ở đây thì mình chỉ làm mẫu thôi cho nên mình sẽ chọn tất cả. Và cái lưu ý là cái phần thùng rác này nó sẽ cho phép chúng ta lưu trữ tối đa là 30 ngày tính từ cái ngày mà chúng ta chuyển những cái bài viết vào thùng rác. Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn xóa tất cả những cái bài viết ở trên Facebook của chúng ta vào phần thùng rác thì tối đa là 30 ngày. Nếu mà các bạn không khôi phục thì nó sẽ mất hoàn toàn vĩnh viễn luôn. Thì nếu mà trong vòng 30 ngày mà các bạn đổi ý, các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn sẽ vào cái phần thùng rác. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn tất cả những cái bài viết. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng khôi phục ở đây. Và nó sẽ ghi cho chúng ta là khôi phục về trang cá nhân trước khi bị chuyển vào thùng rác. Mục này hiển thị với đối tượng nào thì sau khi được khôi phục về trang cá nhân vẫn sẽ hiển thị với những người đó. Và các bạn nhấn vào khôi phục. Và các bạn chờ một chút thì cái Facebook chúng ta nó sẽ tự động nó khôi phục tất cả những cái bài viết mà chúng ta đã xóa đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã khôi phục thành công tất cả những cái bài viết mà chúng ta đã từng xóa đi ở trên trang Facebook cá nhân. Và bây giờ thì người khác khi mà vào trang Facebook cá nhân của các bạn sẽ có thể là xem được những cái bài viết mà chúng ta đã xóa đi ở trên trang Facebook cá nhân. Rồi, và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta có thể ẩn hoặc là xóa tất cả những cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân một cách nhanh nhất. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.